hàng đến, khách hàng nhận được hàng người ta thường, anh em nhắn tin phản hồi rất là tốt. Anh em bảo là cảm ơn anh đã để cho em những con bơm rất là đẹp. Chào tất cả các anh em nhá. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Chúc cho tất cả các anh em có thật nhiều sức khỏe, đặc biệt là anh em máy gặt. Đang vào mùa gặt rồi, chúc cho anh em luôn luôn mạnh khỏe và gặt được những thửa ruộng nhẹ nhàng và ngon lành. Thực sự là đang vào mùa gặt ở ngoài miền Bắc thì đang vào mùa gặt, không biết anh em miền Tây như thế nào, nhưng mấy ngày hôm nay em bán được rất nhiều máy gặt cả bơm nữa cho các anh em ở miền Bắc. Thì hôm nay em này có một đơn hàng 10 cái bơm bán về Tiền Giang cho anh Tuấn ở Tiền Giang. Thì anh Tuấn thì anh ấy được một người em của anh ấy đang lái máy ở ngoài này giới thiệu. Người em của anh ấy hôm vừa rồi có qua cửa hàng em, người em của anh ấy cũng ở trong Tiền Giang, hôm vừa rồi có qua cửa hàng em mua một cái máy và một cái bơm. Thì người em của anh ấy đã giới thiệu cho anh ấy, cho số điện thoại của em cho anh ấy để anh ấy mua cái 10 cái bơm này của em. Thì anh ấy có điện cho em và anh ấy bảo là anh muốn lấy 10 cái bơm, em chọn cho anh 10 cái bơm thật đẹp. Thì thực sự là chắc là em trai của anh ấy cũng nói rồi, hàng của em cũng em trai của anh ấy đến xem và chắc chắn là cũng có nói qua với anh Tuấn là hàng của em rất là ok rồi. Mà nói thật là kể cả có em trai của anh ấy không nói với anh ấy, mà khi mà anh ấy đã tìm đến em thì nói thật là em đã bán hàng đẹp là đẹp, mà hàng không đẹp em bảo không đẹp ngay, vì khách hàng cọc tiền và khách hàng được kiểm tra hàng trước khi ra thanh toán lút tiền cho em. Vì thế mà em làm mà không muốn mất việc của cả đôi bên. Hàng đẹp là đẹp luôn anh em ạ, chứ không phải là đẹp xong rồi mình gửi cho khách cái không đẹp thì chắc chắn là không được. Vì tất cả là khách hàng được kiểm tra hàng trước khi trả tiền. Thì đây, 10 con bơm trong cái đơn hàng của anh Tuấn ở Tiền Giang thì em đã để ra đây và em sẽ kiểm tra từng con một cho anh Tuấn. Và hôm nay em sẽ gửi xe đi Tiền Giang luôn cho anh ấy. Thì đây, em sẽ kiểm tra từng con một cho anh em đây. Đây, con bơm đầu tiên đây anh em này. Đây là cho khi mình vận chuyển mình không bọc vào, đâm nó bị va chạm, nó bị xước này anh em ạ. À, nó bị chóc sơn này. Còn những cái bơm này là bơm zin nhé, bảo hành bơm zin luôn anh em ạ. Tất cả còn nguyên zin, những con ốc này còn nguyên zin, chưa có dấu mỏ nhé anh em nhé. Đây, tất cả ốc nhái nguyên zin hết, tất cả còn nguyên zin, bảo hành luôn. Rồi về bơm này em thật với anh em là em vừa rồi em bán rất là được rất là nhiều, và mỗi khách hàng người ta thường mua một cái hai cái, và khi hàng đến khách hàng nhận được hàng người ta thường, anh em nhắn tin phản hồi rất là tốt. Anh em bảo là cảm ơn anh đã để cho em những con bơm rất là đẹp, thực sự là rất là vui anh em ạ. Đây con này nhá, con này bơm kiểm tra, sau khi kiểm tra bơm zin rồi em sẽ quay bơm đây bơm rồi, êm ái này anh em ạ. Êm ái này là ok rồi, kiểm tra đấy. Đấy, con đầu tiên đã xong nhá, sang con thứ hai. Đây, nguyên zin hết rồi anh em ạ. Những con ốc này tất cả còn nguyên zin nhá, chưa có dấu mỏ nhá, long lanh luôn. Bơm này toàn bơm thái, bơm xịn thôi anh em ạ, chưa có tí giòn keo nào, tất cả còn nguyên zin, zin đét luôn. Nói thật là cái vừa rồi em mua gần 100 cái bơm mà về bị 20 cái bơm ra rồi, em phải bán lỗ về cho một anh tên là Tâm ở An Giang, bán lỗ anh em ạ. Chấp nhận thôi, mình mua để mình học coi như học hỏi anh em ạ, học hỏi. Đây, con bơm thứ hai đây, em giờ em sẽ quay êm du luôn nhá, quá đẹp luôn. Nói chung là bơm này mua trước khi mua là em đã kiểm tra rất là kỹ rồi anh em ạ. Con là khách hàng người ta đưa cho mình những con bơm không zin thì mình không biết thôi, còn nếu mà để kiểm tra bơm thì êm du hết. Đấy, con thứ hai, và bây giờ sang con thứ ba nhé, nguyên zin hết nhé anh em nhé. Cả những con ốc này chưa bị mất cạnh, chưa có sự can thiệp của cà lê, nếu mà mở ra rồi nó mất zin ngay anh em ạ, mất zin luôn, mất zin mình nhỉ. Mất zin thì nó mất giá trị. Vừa rồi về gần 20 cái em nó không còn zin nữa, em bán lỗ rất là buồn anh em ạ, nhưng là không biết làm sao được, mình mới vào nghề mà bây giờ thì biết rồi, biết cách chọn bơm rồi anh em ạ. Đây, tất cả những con ốc này nguyên zin hết, bơm rất là đẹp nhá. Đấy, con đây em sẽ kiểm tra ok luôn nhé anh em nhá, êm du luôn. Đấy, đến là con sang cái con thứ tư. Đây, sang con thứ tư rồi anh em ạ. Nguyên zin hết chứ, đây này, những con ốc này nguyên zin, chưa có dấu mỏ này anh em ạ. Tất cả nguyên zin luôn. Nói thật là
bán những cái bơm này thì không khách nào có thể chê được cả anh em ạ. Đây, quay êm ru luôn nhá. Êm ru luôn. Cứ thỉnh thoảng một ngày lại bán một hai con, hai ngày bán một hai con anh em ạ. Êm ru luôn. Và bơm này hình thức rất là đẹp luôn anh em nhá. Nguyên zin từ Hàn Z, chưa một tí giòn keo nào luôn. Những con bơm mà không được em đã loại ra và em bán đổ buôn cho anh Tâm ở trong An Giang hết rồi, bán lỗ rồi anh em ạ. Đấy, con thứ 5. Đây, con thứ 6 đây. Con thứ 5. À, con thứ 5 đây. Đây, đẹp long lanh luôn nhá mọi người nhá, long lanh luôn. Bơm nguyên zin hết. Nói thật là bán những con bơm này thì thực sự là quá yên tâm rồi. Khách hàng ai nhận được những cái đơn hàng này thì quá yên tâm rồi, không có thể chê trách điều gì được rồi anh em ạ. Đây. Quay à. Đẹp lắm anh luôn. Đấy. Êm ru luôn nhá. Đây. Con thứ 5 xong rồi nhá. Con thứ 6 đây. Toán bơm đẹp rồi anh em ạ. Thật sự là chọn là lựa kỹ càng. Thì anh Tâm anh ấy ở anh Tuấn anh ấy ở trong tận Tiền Giang thôi, không ra được. Mà nói thật là đã chọn này phải chọn những con bơm đẹp để anh em anh ấy tin tưởng anh giao cho mình, mà anh em còn xác định làm ăn lâu dài với nhau. Anh Tuấn thì anh ấy chuyên bán đồ lẻ anh em ạ. Đây, con này zin hết từ A đến Z nhé. Đây rồi, em sẽ quay bơm này. Êm lắm anh em ơi. Êm ru luôn. Đây. Bơm zin hết này, anh em xem này. Zin từ A đến Z luôn. Zin từ A đến Z luôn anh em. Em thấy. Zin từ A đến Z. Zin từ A đến Z luôn. Đây. Sang cái con thứ 7 này, con thứ 7 này. Đây anh em xem này. Rực rỡ luôn, quá đẹp luôn. Nếu bơm này mà ai mà chơi nữa thì em cũng đến chịu rồi. Tắt cái Bluetooth đi. Quá đẹp luôn anh em ạ. Đây này. Hả? Zin hết nhá, từng con ốc một nhá anh em nhá. Từng con ốc một anh em ạ, zin từng con ốc. Zin từng con ốc luôn. Quá đẹp và rực rỡ luôn. Rồi. Tất cả bơm. Rồi, bây giờ em sẽ quay. Quay. Đứng em mày lấy cái gì cạo cái này được ai? Cái bơm đỏ ấy này. Quay. Bừa êm ru luôn nhá anh em nhá. Miễn chê miễn bản rồi. Đấy, sang con thứ 8. Thứ 8 này anh em này. Zin này. Tất cả còn nguyên zin hết. Nguyên zin hết nhá anh em nhá, nguyên zin. Từ A đến Z luôn, nguyên zin. Nguyên zin nhá anh em nhá. Bơm này thì miễn chê rồi, không một tí trong keo nào anh em này. Xem này. Đẹp rực rỡ luôn. Nói chung là đã gửi xác định gửi đi xa là phải chọn những con bơm đẹp và xuất sắc. Đấy, bây giờ mình sẽ quay cái đầu thân ria của nó. Êm ru luôn nhá anh em nhá. Êm ru luôn. Êm ru luôn. Con này con thứ 8 rồi đúng không? Sang con thứ 9 này anh em này. Thứ 9 này. Nguyên zin hết nhá anh em nhá. Đây này. Tất cả nguyên zin, xoay tận lơi cho anh em cùng biết nhìn này. Nguyên zin hết này. Đẹp rực rỡ. Đẹp mê hồn luôn anh em ạ. Chưa rửa đâu, nếu mà rửa đi nữa thì không biết nói gì đây. Đúng là bơm bãi đây anh em này. Đẹp long lanh luôn nhá. Đây, quay cái đầu này xem. Quay à. Đây. Quay à. Êm ru luôn. Cái thứ 9 rồi đúng không? Thứ 9 đây anh em ạ, đây là cái thứ 9. Đấy, cái thứ 9 còn cái cuối cùng này, cái thứ 10 này. Đây. 10 này anh em này. Long lanh luôn, nói chung là chưa động một con, chưa mất một chóc một tí sơn nào. Những cái đào này là do mình vận chuyển, mình va chạm vào thôi, mà còn nếu mà bơm zin thì thợ, anh em thợ nhìn phát biết ngay này. Những con ốc này anh em này, những con ốc này đẹp rực rỡ luôn này. Bơm màu đẹp long lanh luôn. Đây, anh em xem này. Quá đẹp và rực rỡ. Đấy, đẹp không? Đẹp quá đẹp luôn anh em nhá. Đây. Đẹp quá. Đây quay này. Đấy. Long lanh luôn nhá. Êm ru luôn. Đấy. Đơn hàng 10 đơn hàng 10 con bơm cho anh Tuấn ở Tiền Giang đã xong anh em ạ. Nói chung là xác định là gửi đi là không bao giờ phải quay lại nữa anh em ạ, vì mình em công việc của em rất là bận rộn, không có thời gian để đi, xong lại không được, xong lại anh em điện lại cho nhau nói nhau là thế này thế kia thì rất là mất việc. Vì thế mà em làm đã làm rồi rất là kỹ, làm được là được, không được là không được, ngay bảo ngay anh em ạ. Qua đây xin gửi lời cảm ơn đến anh Tuấn đã tin tưởng và ủng hộ
và cũng xin thông báo với anh em là 2-3 ngày nữa em về 120 con bơm nữa. Nếu anh em nào có nhu cầu mua buôn mua nẻ bơm thì mọi người cứ alo cho em, số lượng không giới hạn nhá, cả máy luôn, máy nữa, máy Kuta nữa, đủ các loại luôn, cả máy đủ các loại, máy lớn máy nhỏ khác. Máy thì anh em cần thì cứ alo cho em, cứ em tư vấn cho. Nếu mà em không có em sẽ giới thiệu và chỉ giúp cho mọi người làm sao giúp cho tất cả anh em có thể mua được những cái sản phẩm nào phù hợp nhất với công việc của mình và phù hợp nhất với điều kiện kinh tế của mọi người nhá. Em xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em ở những video tiếp theo nhá. Xin chào.